Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phụ tùng rotor sử dụng cho tung máy bài 125 của hãng Magenta với mã sản phẩm là 9015B nha các bạn. Thì cái mã của rotor này là với mã sản phẩm là 516333-8 nha các bạn. Thì đây có in logo và logo thì in ở dưới phần hộp khá là đẹp nha các bạn. Và với lại là cái phần xuất thì đây Made in Japan này các bạn, hàng chính hãng của Magenta. Thì bây giờ mình sẽ cuối hộp, không phí thời gian các bạn nữa, mình sẽ cuối hộp từ bên trong cái rotor này với chất lượng của nó như thế nào nha các bạn. Thì đây, thì như các bạn thấy thì cái bộ phận rotor cũng khá là nhỏ gọn nha các bạn. Và cái rotor này là khá là chất lượng, tại như các bạn thấy thì được gia công rất là tỉ mỉ. Với phần cánh quạt thì như các bạn thấy thì rất là nhiều cánh nha các bạn, để giúp cái rotor mình hoạt động nó mạnh mẽ hơn. Và cái phần vật liệu thì nó được làm bằng chất liệu nhựa nha các bạn, rất cao cấp, nhựa cao cấp của Magenta. Phần phế từ thì được in đây, phần đây là bộ phận phế từ nha các bạn. Bộ phận phế từ này thì được in dập nổi cái mã sản phẩm của rotor. Phế từ này thì nó sử dụng từ, nó hút từ rất là tốt nha các bạn. Bên cạnh đó thì bên trong thì có phần lõi dây đồng, như các bạn có thấy phần lõi dây đồng ở bên trong. Thì lõi dây đồng này thì được làm bằng chất liệu đồng nguyên chất, đồng không có pha nha các bạn. Bên cạnh đó thì bên trong nữa là cái bộ phận em nhăn chống cháy. Và tiếp theo đây là cái bộ phận keo cách điện, thấy các bạn khá là an toàn. Thì phần đuôi của gót thì cũng được làm bằng chất liệu đồng nguyên chất nha các bạn. Đây phần bộ phận phủ được lót keo cách điện đây, còn bộ của phần đuôi của gót luôn nha các bạn. Đấy. Đây được gia công, được phủ rất là tỉ mỉ. Thì đây là phần mạch đạn nha các bạn, đây phần mạch đạn, phần mạch đạn của rotor. Thì con rotor này chính hãng của Magenta với cái mã sản phẩm là với cái mã sản phẩm của rotor này là 9015B nha các bạn. Thì nếu các bạn có thắc mắc thì chúng tôi vấn thêm về cái rotor này thì hãy liên hệ số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe, đừng có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.